À, vì nhớ cái pháp môn niệm Phật này, nếu như mình mà không hành trì, có một phương pháp tu gầy dựng tín nguyện để hành trì, thì đa phần là nghi rồi không làm mà đi tìm hiểu. Nhớ nghe, nghi không hành trì mà đi tìm hiểu, hỏi han, cứ làm hoài vậy đó, cuối cùng thì thọ mạng đến không được gì hết. Đây là cái bệnh rất nhiều người bị. Thì thấy những câu chuyện niệm Phật giảng sanh, những người ta không biết gì hết, ta hành trì, ta niệm Phật thôi, ta thành công mất tiêu, về cực lạc mất tiêu. Còn mình thì tối ngày cứ là biết nhiều, biết cái này kia chút chút, cái đi tìm hiểu, đi hỏi nghi, không biết nó như vậy nó trở ngại như vậy rồi, tu mà không biết gì có giảng sanh hay không đồ à, thấy không? Mà quý vị ngồi suy nghĩ nha, đều là phàm phu hết, nghĩa là đều là phàm phu hết, mà chúng ta đi phải đi hỏi phàm phu. Nếu như mình tin vào bổn nguyện niệm Phật thì mình niệm Phật đi. Trong kinh Đức Phật nói rằng là niệm danh hiệu ta thì ta tiếp dẫn, mà không chịu niệm, đi hỏi phàm phu. Có những người, người ta còn nhỏ tuổi hơn mình, biết Phật pháp còn sau mình, người ta vừa cạo đầu, người ta đắp y lên phát thôi là mình đi hỏi người ta, để mà mình nghi cái tâm mình đi hỏi người ta, mình không chịu hành trì. Nghĩa là bao nhiêu năm mình gặp pháp môn tịnh độ, mình không hành trì, mình không làm. Nếu như mà quý vị dụng công niệm Phật vậy, vì sẽ cảm giác sự an lạc. Thì sự an lạc vậy thì cứ tu đi, thì về cực lạc. Nếu mà tiếp nói cái sự an lạc đó, thì quý vị sẽ đi đến cái sự an lạc cỡ nào đây? Không chịu làm. Giống như phàm phu chúng ta làm biếng, nhưng mà muốn có quả vậy thôi. Không trồng cây mà muốn hái quả, cứ như vậy mà ngồi chờ đợi. Quý vị coi à, cứ chờ đợi. Nghĩa là đúng là ra là giống như gieo hạt lúa thì 3 tháng được thu hoạch, mà không chịu gieo, đứng đó cứ nhìn người ta gieo, đứng đó nhìn người ta gieo để coi người ta gieo người ta làm sao, cuối cùng người ta thu hoạch, còn mình vẫn đứng đó. Nghĩa là người ta thu hoạch, còn mình thì tiếp tục đứng đó hoài, đứng rồi tiếp tục cứ đứng đó rồi tiếp tục, có thấy người ta gieo nữa cái coi coi gieo làm sao, coi gieo làm sao, rồi cứ, cuối cùng bản thân mình người ta thu hoạch nữa rồi mình cũng cứ đứng đó tiếp tục coi coi người ta gieo làm sao. Nếu như mà mình đi gieo thì mình cũng được thu hoạch rồi, thấy không? Đây là cái bệnh chung nè. Ngày xưa người ta đại nghi thì đại ngộ, còn bây giờ thì quý vị đại nghi thì đi bộ, đi bộ một mình chứ quý vị biết. Quý vị bây giờ mà nghi mà ngộ không có cửa đó đâu. Người ta ngày xưa đó là người ta nghi một cái gì đó để người ta cởi mở ra và khai ngộ. Còn bây giờ quý vị, nếu mà cái room này mà những đức cho bị đặt câu hỏi đi, thì những đức cũng đi theo cái dòng lẩn quẩn đó hoài vậy đó, mỗi ngày cái động não để mà giải thích cho quý vị, để mà gọi là chúng ta ngồi đó không gieo hạt, không chăm sóc, mà ngồi đó cứ là đặt đặt vấn đề hạt giống hoài vậy quý vị, đặt vấn đề hạt giống hoài vậy đó, vì thấy không, bệnh này là bệnh chung nè, nguy hiểm nè. Đúng ra là chịu niệm Phật thì thành công rồi, cứ niệm Phật là có sự an lạc rồi, hành trì thì được sự lợi ích rồi. Nhưng Đức thấy rằng là bây giờ mười mấy năm mà những Đức lo cho đại chúng nuôi con người, bây giờ 2 tháng nay những Đức niệm Phật thôi, nếu như mà không có mười mấy năm đó làm sao có 2 tháng này. Nếu như mình nói ồ phải chi mà mười mấy năm đó mà niệm Phật tới giờ ngon quá, chưa chắc, vì nó phải trải qua thời gian đó để gầy dựng cho chính mình, đến lúc đủ nhân duyên rồi, nhân duyên đã chín mùi rồi thì quý vị có làm không đó. Nên mới nói là pháp môn tịnh độ này là pháp môn mà nếu không đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên không tin pháp này đó. Cái như Đức làm đó là gầy dựng thiện căn phước báo nhân duyên đó quý vị. Đến lúc những Đức vô công phu là những Đức tu, cái quan trọng là những Đức thích tu nhưng mà chưa đủ nhân duyên, đến lúc đủ duyên là những Đức vô tu luôn, thấy không? Mà khi hành trì rồi thấy xác thực luôn, mà chính quý vị rõ ràng quý vị thấy sự an lạc, mà niệm Phật lấy Phật mà đi đứng nằm ngồi niệm Phật quý vị an lạc rõ ràng, tự nhiên quý vị mới thấy rằng à, thì ra giải quyết vấn đề là từ nội tâm của mình, không có sự trở ngại và tác hại bên ngoài, mà là chính cái tâm của mình bị trở ngại.
Nếu như mà chịu niệm Phật thì cái tâm này sẽ được nó quá giải liền. Nếu chịu niệm Phật là cái tâm này quá giải. Còn ngồi đó mà hỏi đố quý vị ngộ á. Tại vì cái người trả lời cho quý vị cũng đâu có ngộ đâu mà hỏi giúp tôi bị ngộ. Có nguyên lý này không? Ngày xưa vị thầy chỉ cần nói một câu hơi vui vui là đã thông kinh mạch cho quý vị là thông. Còn bây giờ vị thầy còn kinh mạch chưa được thông mà làm sao thông cho mình? Thì biết rằng vị thầy ngày xưa người ta giác ngộ, người ta chửi mình cũng khai ngộ nữa. Tại vì người ta điểm hóa được ngay điểm. Còn bây giờ vị thầy đâu có giác ngộ đâu quý vị. Họ chửi mình là mình phiền não chết mồ luôn quý vị. Vì nhớ nghe, ngày xưa người ta chửi thành công đức, bây giờ mình chửi thành đi đọa lạc. Tại vì mình chửi nó sân si, nó chửi lại, thì hai bên chửi qua chửi lại thì đi đọa chứ làm sao vậy. Bây giờ tốt nhất niệm Phật là hay nhất luôn quý vị, 100% luôn. Nên bây giờ quý vị đi hỏi ai? Những đức nói cho vị nghe, có những người tu bao nhiêu chục năm, cái công phu niệm Phật người ta còn chưa làm. Người ta niệm Phật người ta còn chưa niệm, người ta tu người ta còn chưa tu nữa. Mà văn tự thì người ta cắt ghép, người ta cứ coi văn tự rồi mình đi hỏi người ta giải thích hoài cho mình. Giống như cứ ngồi nhìn la bàn mà không đi, hiểu chưa? Nên quý vị nhớ kỹ điều này. Giống như mà món ăn để trên bàn mà không được ăn mà cứ ngắm. Đó. Giống như ăn tổ thì nói lên núi báo mà trở về tay không, nhìn mâm cổ mà để bụng đói. Nó bây giờ là cái bệnh này nhiều lắm nè. Cái bệnh này rất là nhiều. Cái bệnh mà đi lên núi báo mà trở về tay không, không lấy được gì. Gặp Phật pháp mà không được lợi ích. Gặp mâm cổ thì gặp đồ ăn ngon mà không dám ăn. Nó mà cứ nói món đồ ăn ngon đó hoài, mà nói hoài mà không biết được món đồ ăn như thế nào, làm sao cảm giác được mà nói. Nên chỉ có nói mà không được ăn. Đây, cái bệnh bây giờ là cực kỳ nhiều. Nên tại sao tu hành không được lợi ích? Vì không hành trì. Cái bệnh ngay là chỗ không hành trì. Bây giờ quý vị kêu, Quý vị bây giờ đi tìm thế coi. Mấy người đi tu với quý vị, đi lễ Phật với quý vị, quý vị tìm đi. Quý vị tìm thế coi. Đó, có thể tạo ra một cơ ngơi rất là lớn, nhưng quý vị kêu họ dẫn dắt quý vị lễ Phật đi, dẫn dắt quý vị tu chung đi. Như vậy mà quý vị tối ngày đi nghi rồi đi hỏi cái người không dụng công tu, quý vị thấy mình thấy đáng thương chưa? Rồi cuối cùng chúng ta ngồi để nhìn bản đồ hả quý vị? Cứ nhìn bản đồ hoài mà không đi sao đến mục tiêu? Nên từ đó biết rằng có Phật hiệu là thù thắng thì phải áp dụng chứ, phải hành trì ra mới được lợi ích. Nên mỗi ngày ngồi đó cứ hỏi suốt rồi đáp án. Cứ như vậy mà làm hoài đến khi người ta giảng sanh mất tiêu, còn bản thân mình vẫn còn ngồi đó. Vẫn còn ngồi đó đi cứ hỏi hoài đi, đáp án suốt vậy đó. Đó là cái mà thật sự mà nói, mình không gặp duyên cái người hành trì dẫn dắt mình. Bây giờ quý vị đủ duyên rồi đó. Những đức á, sức quan à. Tức là giờ tu chung với vị rồi nè. Hồi đó giờ Như Đức cũng nói quá chàng, mà Như Đức có tu chung nghe. Vì thấy lễ Quan Âm Bồ Tát không? Rồi hướng dẫn tu không? Tu chung mà. Như Đức có tu chung với quý vị đó. Quý vị thấy có ai mà tổ chức lễ Quan Âm đồ, tổ chức chương trình cho vị tu mà tu với vị mà nhiều vậy chưa? Những đức cỡ nào cỡ cũng có hành trì. Còn bây giờ là vô hành trì luôn rồi nè. Vô làm luôn rồi nè quý vị. Bây giờ đã vô tu rồi mà bây giờ đem phương pháp tu áp dụng từng nhà mà còn không chịu vô tu nữa mà ngồi để nhìn bản đồ. Vô tu chung rồi mà còn không chịu vô tu nữa, còn ngồi nhìn bản đồ làm gì nữa. Nên từ nơi đó mới biết rằng là hãy tin vào bổ nguyện của Phật, hãy tin vào sự cứu độ của Phật. Những đức hướng dẫn quý vị là đi vào như vậy, và những đức cũng như vậy. Bản thân những đức cũng đi vào tín nguyện, quý vị cũng đi vào tín nguyện. Chứ những đức không có kêu quý vị phải tin những đức, và những đức cũng không có kêu quý vị phải thần tượng những đức và ngưỡng mộ những đức. Mà những đức mong quý vị thần tượng Phật A Di Đà và ngưỡng mộ A Di Đà Phật và thế giới cực lạc. Đó là chỗ mà bản thân những đức cũng làm như vậy. Nên người xưa nói rằng tôi làm như vậy, hướng dẫn quý vị như vậy, tôi phát nguyện như vậy, tôi cũng khuyên quý vị phát nguyện như vậy, tôi cầu sanh cực lạc như vậy, tôi cũng khuyên quý vị cầu sanh cực lạc như vậy. Chứ tôi đâu kêu quý vị cầu tôi đâu, nghe không? Tôi là kẻ phàm phu mà, làm sao tôi đưa quý vị về thế giới cực lạc được? Nên quý vị phải nhớ câu này nghe, không được phản bác nhưng phải hiểu nguyên lý. Những người nào nói rằng sẽ giúp mình về thế giới cực lạc là hoàn toàn quý vị đừng bao giờ tin.
Nếu ông nói nguyên lý này thì ông hãy về thế giới cực lạc đi. Chúng ta là những chúng sanh đang lủm chủm dưới biển cả mênh mông, chỉ cần mà bám lại với nhau thì hai tên chết chìm. Chúng ta còn đang lủm chủm dưới biển cả mà bây giờ có cái nguyên lý người đang lủm chủm dưới biển cả mà có thể đưa mình lên trên khô được không quý vị? Bản thân họ lo cho họ còn chưa xong kìa. Bản thân những đức đang lo cho những đức còn chưa xong, không chi là đưa về thế giới cực lạc. Mà chúng ta chỉ là những người đồng hành, hiểu chưa? Chúng ta là những người đang đồng hành. Dù cho mấy chục năm trong cuộc đời quý vị cũng đang đồng hành. Những đức nói cho quý vị biết, có khi mình còn thua hàng cư sĩ nữa. Mình đang lo cái việc mà có khi hàng cư sĩ người ta còn hơn mình. Tại vì mình vẫn là đang ở phía sau, đang lo cái việc lùm xùm. Còn hàng cư sĩ vậy mà mỗi ngày ta đang dũng công tu, 12 giờ khuya còn đi niệm Phật kia. Vì thế trong cái đạo đạo chỉ không cho mình học việc gì. Ngoài hàng cư sĩ của quý vị, hay là đa phần là cư sĩ, lè tè mấy bà già, sĩ cụ quê. Đừng có cười bây giờ sĩ cụ quê nha. Bây giờ sĩ cụ quê nhưng mà bắt đi niệm Phật lấy Phật đó. Những đức ta thấy rõ ràng rồi. Trong một cái tổ chức đông người, những người có thể đứng ở phía cao, bao nhiêu con người ngưỡng mộ, nhưng mà có ngày có thi còn thua mấy bà già nữa. Mấy bà già bà đang làm chuyện đại sự, còn những người đó đang làm tiểu sự. Nói rằng là đang hộ trì họ nhưng mà không có đi niệm Phật thì là tiểu sự. Còn mấy bà già thì đi niệm Phật, đi làm đại sự, tương lai mấy bà vãng sanh mất tiêu. Không phải đơn giản nha quý vị. Tổ sư đã nói rằng niệm Phật là việc quan trọng nhất. Không có việc gì lớn lao bằng niệm Phật. Vậy thì những việc khác làm là nhỏ hơn việc niệm Phật. Nhìn mấy bà cụ già bà niệm Phật, nhìn mấy người người ta không biết gì người ta niệm Phật, tưởng đâu là tầm thường, nhưng họ không tầm thường. Thật sự họ không tầm thường đó. Nếu như Phật rước còn về thế giới cực lạc là họ là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ rồi đó quý vị. Còn mình vẫn là kẻ phàm phu đi làm từ thiện hoặc làm một số việc nho nhỏ thôi. Hoặc là mình chết đi mình sẽ trôi lăn trong lục đạo luân hồi đó. Làm sao so với họ không? Không so được đâu. Nên bây giờ chúng ta phải dụng công tu. Đừng có ngồi để nhìn bản đồ nữa quý vị. Người ta đi xa quá rồi, mình cứ ngồi để nhìn bản đồ hoài. Nên những đức nói rằng quý vị cũng đủ duyên đó. Những đức cũng không ngồi để nhìn bản đồ chi cho mất thời gian đâu. Phật A Di Đà đã nói rằng niệm danh hiệu ta tiếp dẫn. Như vậy thì chúng ta cứ niệm danh hiệu của Ngài. Quý vị coi, có những con người không đủ duyên phước, thế giới cực lạc thì không tin, mà tam độ ác đạo thì tin, địa ngục thì tin, nhưng cực lạc không tin. Là như vậy. Thế giới cực lạc trong kinh nào đa phần cũng tán thán thế giới cực lạc. Quý vị tụng trong kinh Du Lan phải có câu nói không? Về nơi cực lạc an vui, có không? Có câu đó mà. Nhiều kinh đều có tán thán thế giới cực lạc. Đã là tán thán thế giới cực lạc mà thế giới cực lạc thì không tin, mà địa ngục thì tin không? Tin. Vậy thì bạn đi xuống địa ngục. Bạn tin địa ngục, bạn đi xuống dưới địa ngục. Tôi tin cực lạc, tôi sẽ về cực lạc. Chúng ta là những phàm phu, một tờ giấy che ngăn mắt còn không nhìn được bên kia. Tại sao chúng ta không dựa vào kinh của Phật để tin? Nên y pháp bất y nhân, là pháp là trong kinh của Phật dạy đó, nó có thế giới cực lạc thì tin. Nhân là con người nếu nói tán thán đúng phù hợp trong kinh thì chúng ta tin. Phải nhớ kỹ điều này. Còn bây giờ nếu như đem cái lý luận ra thì không khác là ngồi nhìn bản đồ, không dụng công áp dụng. Bây giờ chúng ta mỗi ngày được áp dụng nè quý vị. Quý vị nếu cảm giác đây là sự an lạc, niệm Phật là sự an lạc quý vị, đó là cái sự an lạc, là cái nhân, mà cái quả là ở cực lạc đó. Quý vị thấy rõ ràng, chúng ta mỗi ngày niệm Phật nhiều cái như mình đã buông xuống nha quý vị. Tự nhiên mình hận thù buồn trách ai nó sẽ buông xuống, thì đó là có cực lạc rồi. Quý vị coi về thế giới cực lạc á, nghiệp tự tiêu. Mà mình ở đây mình đã niệm Phật mà nó đã quên nghiệp buồn giận rồi đó, là rõ ràng cái này là cái nhân của cực lạc rồi. Quý vị bây giờ buông câu vật hiệu ra, bắt đầu nó sân si nè, nó đi nhiều chuyện nhiều điều nè. Mà thử quý vị niệm Phật đi, quý vị sẽ không nhiều chuyện nữa. Quý vị thử siêng năng niệm Phật. Một ngày mà quý vị niệm Phật năm thờ rồi coi, đi tu năm thờ rồi đi, rồi buông ra bấm số niệm Phật đi coi, quý vị sẽ không bao giờ muốn đi nhiều chuyện của ai chứ. Rồi từ từ bị xếp gọn hết tất cả những việc mà thị phi luôn, thì quý vị thấy đây là cái nhân của cực lạc, và cái quả cực lạc sẽ có chắc chắn rồi. Nó cái nhân cái quả phù hợp. Mình mỗi ngày mình niệm Phật mình an lạc vô cùng quý vị coi,
Bây giờ nếu như mà cái tư tưởng đưa tu, cái phương pháp tu này cho quý vị tu giết rồi những đức nói quý vị phơ phớ, an lạc vô cùng luôn. Hình như là cái chuyện được mắt ở thế gian này quý vị không còn nặng nề nữa. Nhưng mà làm việc thì nhiệt tình, nhưng mà sự được mắt hơn thua thì tự nhiên quý vị sẽ hoàn toàn nhẹ nhàng. Quý vị nhớ nè, cái tu hành buông xả không phải là đá đổ hoàn cảnh đâu, mà buông xả buồn giận hận trách đó, buông xả tham sân si á quý vị, là đúng đó. Chứ không phải là đá đổ hoàn cảnh đâu. Nhà mà đang ở sao đá, vợ chồng thì sao mà tự nhiên mình chia tay vợ chồng được, rồi con mình gì mình bỏ con mình đâu có phù hợp đâu. Nói cái việc này mình làm tặng đáy lòng, nếu người ta bỏ mình thì thôi. Thí dụ như mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, dù người chồng mình người ta có tệ mình gì cỡ nào, nhưng bản thân mình không bỏ người ta. Chừng nào người ta nói người ta bỏ mình là mình với người ta là xong. Có nghĩa là mình sống bằng tặng đáy lòng của mình, chọn hết bổn phận, thành bại tùy duyên. Còn nếu như mình thấy khổ một chút mà mình bỏ người ta thì nợ này trả chưa xong. Vì mình tu mình tin nhân quả chứ, khổ một chút mình đi tìm người khác là sai. Còn nếu như bản thân của mình trong cái khổ đó mà mình vui mình trả, một là chuyển hóa người ta, hai là người ta sẽ bỏ mình. Hai điểm đó là phù hợp vào định luật nhân quả. Nên quý vị nghe những đức nói những điều này, quý vị ngồi suy nghĩ đi. Những đức tin 100% trong gia đình quý vị, và mọi người ai cũng đều chấp nhận cách hướng dẫn này. Chứ không lẽ kêu người ta bỏ vợ bỏ chồng người ta là đúng, buông xả gì kỳ cục vậy. Nên có người nghe Đại Lão Hòa Thượng không giảng, họ không hiểu, nói cái chữ buông xả, cuối cùng họ đem tiền bạc vật chất họ xả sạch, cuối cùng đem công việc bỏ luôn, nghỉ làm. Họ không có cơm ăn. Họ đến họ thỉnh hỏi Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không rằng: con nghe ngài giảng pháp buông xả, con buông xả công việc nghỉ làm, tiền bạc đem cúng dường hết trơn, bây giờ không có cơm ăn con phải làm sao? Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói rằng: lời của tôi nói quý vị còn không hiểu, hóng chi là giải nghĩa lý của Như Lai. Tôi nói buông xả đây là buông xả tham sân si, buông xả buồn giận hận trách người khác, chứ không phải buông xả công việc. Công việc phải nhiệt tình. Tôi nói buông xả đây là buông xả những cái việc mà hơn thua đấu tranh, chứ không phải là buông xả cái công việc và gia đình. Không phải. Mỗi người công việc, mỗi người gia đình phải làm cho tốt và áp dụng câu Phật hiệu trong cái cuộc sống đó thì đúng. Quý vị thấy không? Nên tới đời của những đức nói rất rõ ràng, vạch rất rõ ràng cho quý vị nghe luôn. Mà quý vị nghe, quý vị ngồi suy nghĩ cho thật kỹ đi. Nếu nó phù hợp thì làm, không phù hợp thì bị tìm ai, vì nghe để phù hợp thì chuyện của quý vị. Nhưng đức tin chắc rằng hiện tại quý vị kiếm một tên hô nào mà tu chung quý vị xuyên suốt gì cũng đã khó tìm, chắc chắn luôn. Có cái cô của nói: chú Tâm Viên, ông đặt máy thì sao mà nhìn thầy sao trong hình xấu quá trời, mà ở ngoài thầy đâu có xấu gì đâu mà sao trong hình xấu quá trời xấu. Nhưng đức nói cứ như vậy mà làm. Ở ngoài mà trong hình mà xấu vậy mà còn thương vậy, gặp ở ngoài thương cỡ nào. Đúng không? Còn hơn á, trong hình thì nó đẹp còn hơn cái gì mà ra ngoài mặt tặng nhang khóc xấu quá, kia này còn thua ác đạn hơn. Nó bây giờ xấu xí mà người ta vẫn quý mến thì cứ như vậy mà đặt. Đặt thì sao mà nhìn thấy gớm mà người ta vẫn thương. Hiểu không? Vậy là được rồi. Thật sự quý vị biết rằng bao nhiêu sự khổ đau khi vì gặp người đẹp. Bây giờ quý vị đẹp xấu gì không biết, miễn cho vì niềm vui, cho vì sự bình an, đó là cái điều đặc biệt nhất. Chứ có ai mà cắt thịt đem về ăn được đâu mà đẹp xấu gì. Miễn sao mà nó nói cho quý vị mà nghe được, mà có phương pháp cho quý vị tu thôi, chứ xấu đẹp hô không hô gì mặc kệ nó. Hiểu không? Nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm. Chồng quý vị bị sống chứ đâu phải sống với những đức đâu mà vì đòi đẹp xấu gì. Hiểu quý vị? Đòi hỏi cái gì mấy cái chuyện này, cái chuyện này cũng có được cái gì đâu. Nên từ tôi nói như đức nó tự nhiên có đặt máy cho nó te tua tả tơ vậy, miễn sao nói ta đang nghe được à, không quan trọng. Thấy không? Rồi một ngày nào tự nhiên ngày đẹp trời đủ duyên, tự nhiên gặp nhau ở đồi Thông Hai Mộ. Ngộ ghê. Tự nhiên đủ duyên đang đi ở đồi Thông Hai Mộ gặp nhau kỳ cục ấy. Ủa thầy Đức phải không? Chào cô. Chào cô. Trên rùm tu thấy hoài ha, hôm nay tự nhiên đi vòng vòng đâu thấy gặp ngay chỗ này. Qua đang đi tự nhiên gặp bà Tệ Thương ở đây thung lũng tình yêu chắc á.
Ngộ ghê. Nào ở đây sao gặp ngay đây ngộ vậy chàng. Nên từ nơi đó ai biết được quý vị. Thấy không? Nên gặp ở đây cũng được hay gặp ở cực lạc cũng được, đó là tùy duyên thôi. Thấy không? Cái quan trọng là mỗi ngày hành trì nè. Mỗi ngày như đức tu với quý vị mới là cái quan trọng á. Nó tu mỗi ngày tu xuyên suốt 12 giờ khuya tu quý vị. Những đức tu quý vị đó là cái quan trọng nè. Nên đừng có bao giờ ngồi nhìn bản đồ, đừng có bao giờ đi nghi hoài. Đừng có nghe người ta nói rằng là đại nghi thì đại ngộ. Quý vị đi bộ á, đừng có nói mà ngộ. Bị nghi giết đi rồi quý vị mất thời gian á. Ngồi đó nghi giết rồi sanh phiền não rồi căng thẳng thần kinh á. Chứ đừng có nói mà quý vị mà ngộ. Nếu như quý vị chịu niệm Phật là nó khai ngộ liền á. Chịu niệm Phật là nó quá giải cái sự nghi đó, nó có sự an lạc liền á. Không chịu niệm Phật đâu. Chịu niệm Phật lễ Phật một chút thì đặc biệt quá. Tối ngày cứ làm biến không chịu tu mà cứ đi hỏi tùm lum. Đi nhiều chuyện nhiều điều. Hỏi đâu này hỏi đâu kia mà không chịu tu đi làm biến. Về thế giới cực lạc không có chuyện làm biến đâu quý vị. Thế gian này làm biến mà còn không thành đạt. Không chi mà về thế giới cực lạc mà làm biến. Không bỏ công sao muốn có quả. Không chịu đau chân đau cẳng mà sao được Phật ngay đài rước giảng sanh. Nó... Mấy vị lễ Phật giết đi rồi trong hoàn cảnh vì nhẫn được hết rồi. Nhẫn vợ, nhẫn chồng, nhẫn con, nhẫn củ cải, nhẫn hơn thua, nhẫn đấu đá, nhẫn tham sân si. Vì nhẫn được lễ vị thành công của Phật hiệu. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật ở đó. Nếu vị niệm Phật thì niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật nó hình thành ra cái tâm quý vị. Nó sanh ra cái trí tuệ, nó nhìn được cái vô thường cuộc đời. Rồi tự nhiên nó hiểu được nhân quả, rồi tự nhiên con người thông tâm. Nó đi vào như vậy mà cái gốc của nó là ngay câu Phật hiệu á. Chứ đừng có đi hỏi tối ngày. Hỏi mà có khi hỏi càng loạn. Người ta không dụng công tu gì chứ mà đi hỏi người ta. Rồi là người ta đưa câu gì cái gì gác tay lên trán tiếp tục suy nghĩ. Rồi cuối cùng đi hỏi nữa. Hỏi cái đầu gác tay lên trán suy nghĩ. Nó hỏi giết rồi của mình như một màn lưới vậy đó. Một màn lưới nó bữa lại mình, nó quắn mình luôn vậy đó. Không bằng ở vì niệm có Phật hiệu. Chịu niệm có Phật hiệu là tự nó sở ra luôn. Không cần sở, nó tự sở luôn. Mình tin 100% câu Phật hiệu này vì niệm chứ tự nhiên nó sở tâm luôn, thông tâm luôn. Nó quý vị biết cái này là 100% không chịu hành trì đâu. Cứ ngồi đó mà làm biến đi. Không chịu tu, thấy người ta lễ Phật vô lễ có mấy lại chạy mất tiêu. Tại hàng ngày đâu có dụng công tu đâu, nhào vô lễ có mấy lễ mặc giáo giác giáo giác chạy. Nè, muốn gian sao nó muốn. Vô lễ Phật có mấy lại chạy. Hỏi gì bận việc quá. Nè, lễ Phật có mấy lại luôn, nghe điện thoại reo chạy là alo. Vậy nó muốn giáng sanh về cực lạc. Xem Phật A Di Đà rẻ quá mà. Phật A Di Đà còn thấp hơn những con người mà điện thoại cho mình. Giờ tu với Phật A Di Đà, niệm danh hiệu Phật A Di Đà mà chờ điện thoại. Nên Phật A Di Đà còn thấp hơn họ đó, làm sao bị giáng sanh. Tín nguyện nó mạnh thì mới sanh cực lạc, còn mình đó là ta bà mạnh mà muốn sanh cực lạc hả? Nên mình gom gọn lại cái tâm tu một thời cho nó nhiệt liệt. Bước ra ngoài rồi công việc gì làm đó là làm. Vậy thì quý vị đặt Phật A Di Đà mạnh rồi. Thí dụ như bây giờ quý vị hẹn gặp người yêu quý vị đi. Mục tiêu là gặp người yêu quý vị. Chứ quý vị đâu có thể nào gặp người khác được. Thì quý vị nghĩ đi, quý vị có yêu Phật A Di Đà không? Quý vị yêu cái khác nên quý vị đâu có gặp Phật A Di Đà. Hiểu không? Nó nên cái đó là cái mình phải ngồi suy nghĩ đó nghe. Tuy niệm A Di Đà Phật muốn sanh cực lạc mà giả tâm, không phải thật tâm đâu. Mình thật tâm đi, từ hôm nay chân thật mà niệm Phật đi. Trước thời gian tu dọn cái tâm bớt lại, rồi nhiệt tình lên tu một thời đi. Rồi quý vị sẽ tu có kết quả chắc chắn luôn. Sẽ có sự an lạc trong câu Phật hiệu. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.